Rồi, hôm nay chúng ta học câu số 94. What is the capital of the United States? Trả lời: Washington DC. Rồi, chúng ta cùng học từ mới. What, cái gì? Is, là. The capital, thủ đô. Of, của. The United States, Hoa Kỳ. Hiểu theo nghĩa tiếng Việt, thủ đô của Hoa Kỳ là gì? Trả lời: Washington DC. Cho phần luyện nghe, Rana sẽ đọc 3 lần. What is the capital of the United States? Washington DC. What is the capital of the United States? Washington DC. What is the capital of the United States? Washington DC. Và phần từ khóa mọi người cần nghe được: the capital cộng với lại United States. The capital, yeah, United States. Mọi người cùng xem phần phiên âm sang tiếng Việt và cùng đọc với Dana nha. Mọi người nhìn thấy chữ A và chữ R thì cách đọc đó là mọi người đọc chữ A, nhưng mọi người sau đó cong cái lưỡi lên giống như mọi người đọc chữ R. A, A. Ok. Washington DC. Washington DC. Bây giờ mọi người cùng luyện nói nha. Rana sẽ đọc câu hỏi và nếu mọi người nghe được thì trả lời. Bắt đầu. What is the capital of the United States? Tốt lắm, bây giờ chúng ta tập lại lần nữa nha. What is the capital of the United States? Phần phụ, Rana sẽ nói thêm một xíu về bài học. Thì Washington DC là thủ đô của Hoa Kỳ, được đặt theo tên của George Washington, chính là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Washington DC hay còn gọi là The District of Columbia, không phải là một trong 50 tiểu bang và cũng không thuộc vào tiểu bang nào cả. Nó chỉ là một quận liên bang và là một phần quan trọng của Hoa Kỳ. Rana xin cảm ơn mọi người đã nghe video. Xin chào và hẹn gặp lại nha.